Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thảm sát Đồng Tâm, tội ác của Nguyễn Phú Trọng cũng như sự cáo chung của Đảng Cộng sản Việt Nam. Toàn bộ mảnh đất Đồng Xanh thuộc diện chó ăn đá gà ăn sỏi với biểu giá đền bù hiện tại thì chưa chắc đã đủ để cho ông Phạm Phú Quốc, người đại biểu Quốc hội đại diện cho lợi ích và phẩm giá của dân tộc mua chui một cái quốc tịch ở châu Âu. Nó chỉ bằng số tiền lẻ mà nhiều quan chức đang có sau khi hết lòng yêu đảng, trọn đời phục vụ nhân dân. Còn so với số tài sản mà đất nước này đem ném xuống biển vì những chính sách sai lầm và vì tệ tham nhũng thì nó chỉ là những hạt cát trên lưng của một con voi. Nhưng nó lại trở thành mảnh đất đẫm máu người Việt nhất kể từ sau năm 1975. Muốn nói gì thì cứ nói, muốn dùng bao nhiêu công cụ tuyên truyền thì cứ dùng, nhưng sự thật là không gì có thể biện hộ được cho nỗi xấu hổ này. Đau đớn nhất ở chỗ là cuộc tranh chấp hoàn toàn có thể giải quyết bằng những nụ cười của tình đồng bào, nhưng phải mất đến 4 mạng người mang có nguy cơ thành 6 và cùng hàng chục người khác thân tàn mà dại, cộng thêm với vài chục triệu niềm tin bị chôn sống. Chỉ giành giật nhau cái mảnh đất ấy, lời của bài hát "Lửa đã cháy và máu đã đổ" nhằm khích lệ cho người dân chiến đấu chống lại giặc Tàu xâm lược năm xưa, ai ngờ lại hiển hiện trong không thể sinh động hơn ở chính cái nơi có thể coi là biểu tượng của tinh thần ái quốc. Người Pháp hoàn toàn bất lực khi muốn bình định vùng đất này. Hôm nay thì tôi không muốn nhắc lại màn diễn vụng về từ đầu đến cuối của vở kịch xét xử vụ giết người ở Đồng Tâm bởi nhân dân này nhờ ơn ông Mark người Mỹ, không còn ngu dại nữa. Ông chỉ muốn nhắn trực tiếp đến ngài Nguyễn Phú Trọng, ngài Nguyễn Xuân Phúc, hai trong những quan chức mà tôi còn giữ được lòng kính mến, rằng một chính quyền đặt dân lên đầu sẽ không hành xử như những gì đã xảy ra mà các ngài đã phải chịu trách nhiệm chính. Tôi thừa biết rằng chính quyền của các ngài muốn thông qua vụ án Đồng Tâm với việc huy động hàng ngàn người để sau đó triệt hạ gần như toàn bộ gia đình cụ Lê Đình Kình, gửi thông điệp máu và sắt tới toàn thể người dân Việt Nam là những ai định đùa với nền chính chuyên chính vô sản. Nhưng có vẻ như các vị đang gửi đi một thông điệp sai lầm và nguy hiểm cho chính quý vị và tất nhiên thì cho tương lai của đất nước này. Các ngài nên nhớ, nên chớ quên rằng dù vĩ đại ngang với trời đất thật đi nữa thì đảng của các ngài cũng chui ra từ háng nhân dân. Tôi chưa vội nói về lòng khoan dung là thứ mà một chính quyền tử tế phải có khi cai trị người dân, bởi mọi sai trái của họ đều có phần trách nhiệm của chính quyền. Tôi chỉ muốn nói là trước khi ghép tội chết cho những người con của ông Lê Đình Kình, hãy nghiêm khắc tự hỏi ai đã khiến họ thành dân như vậy và ai đã đẩy những người nông dân yêu đất đai đến chỗ phải phạm tội. Nếu cật vấn rồi mà lương tâm của các ngài vẫn thấy thanh thản thì cứ việc đưa ra quyết định, nhưng tôi tuyệt đối tin rằng lịch sử sẽ bàn tiếp câu chuyện đau thương mang tên Đồng Tâm theo cách của nó và hoàn toàn không đếm xỉa gì đến những lời cáo trạng và quý vị dùng để ghép tội cho 29 nông dân ở Đồng Tâm đã dám chống lại quý vị. Tôi không muốn đưa ra ví dụ vì nó quá nhiều, nhưng ngay từ lúc này đã có thể biết ai là người mãi mãi được hậu thế ghi nhớ, ai sẽ bị nguyền rủa như loài ác quỷ. Tất cả đều nằm ngoài ý muốn của họ. Thưa quý vị và các bạn, nếu như Trần Đại Quang còn sống và giữ chức chủ tịch nước, có lẽ thảm án Đồng Tâm chưa chắc đã xảy ra, bởi huy động từng ấy quân lính và vũ khí trong thời điểm đất nước không có chiến tranh chắc chắn phải có sự đồng ý của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang. Năm 2012, tôi là người trực tiếp chứng kiến việc cưỡng chế đất Văn Giang, cũng hàng ngàn cảnh sát tập kết trong đêm, nhưng đến sáng họ mới triển khai bảo vệ khu đất cần cưỡng chế. Người dân Văn Giang ném bom xăng gạch đá vào lực lượng cảnh sát cơ động. Bên cảnh sát cơ động cũng dùng khiên đỡ và lựu đạn khói ném lại. Có hai nhà báo của VOV có mặt giữa xung đột để quay phim. Họ bị cảnh sát địa phương, không phải là cảnh sát cơ động, đánh đập ngay tại hiện trường.
Bữa đó thì cảnh sát cơ động chỉ đứng chặn đường ra khu đất từ ngoài làng. Họ không tiến quân vào trong làng và dù họ có bị tấn công bằng gạch đá và ném bom xăng, chắc chắn họ thực hiện đúng mệnh lệnh được phổ biến là ngăn người dân không cho họ ra khu cưỡng chế. Cho nên là dù bị tấn công, họ chỉ dừng lại ở ranh giới nhiệm vụ họ được giao. Vụ Đồng Tâm như công an nói là lập chốt ngăn chặn người dân bị tấn công nên họ truy đuổi đến tận nhà ông Lê Đình Kình và đột nhập vào và dẫn đến cái chết của ba chiến sĩ công an. Thử hỏi trong đêm tối làm sao họ xác định được ai là người đã ném đá vào chốt chặn và không có nói đến quá trình truy đuổi kẻ ném đá từ chốt chặn cách làng 3 km cả. Một quãng đường rất có thể là truy đuổi bằng chân, hàng ngàn cảnh sát răng vậy không đuổi được mấy ông già hay sao, mà khi truy đuổi ai thấy những người ném đá chạy vào nhà ông Kình mà phải đột nhập vào bắt. Cứ đặt câu hỏi là thứ nhất, có chuyện người dân Đồng Tâm nửa đêm ra khỏi làng để ném đá vào chốt chặn cách làng 3 km. Thứ hai là có miêu tả quá trình truy đuổi quãng đường đó hay không. Thứ ba là có bằng chứng những kẻ ném đá đó chạy vào nhà ông Kình hay không. Thứ tư, ai là người ra lệnh truy đuổi. Thứ năm, ai là người ra lệnh tấn công vào nhà ông Lê Đình Kình. Đất nước này đã có hàng triệu lính vũ trang, có hàng chục triệu người đã tham gia các lực lượng vũ trang chuyên nghiệp hay nghĩa vụ. Ai cũng hiểu một điều là khi tham gia tác chiến đều có phương án nêu rõ nhiệm vụ và mình tham gia. Anh có nhiệm vụ lập chốt ngăn chặn dân thì thế nào đi nữa, anh phải ở cái chốt đấy cho đến khi có mệnh lệnh khác. Không thể đơn vị anh lập chốt rồi có gì là kích động, cả đơn vị rùng rùng chạy đuổi truy kích chỉ vì dân ném đá vào chốt canh của các anh, rồi lại có chuyện bao vây đột kích tấn công nhà dân trong đêm nữa. Một đám đông cuồng tín chế độ gào rằng những kẻ khủng bố như Lê Đình Kình phải bị tấn công như thế. Xin hỏi trước đó đã có bằng chứng của công an kết luận điều tra nào của công an gửi viện kiểm sát là ông nhóm của ông Lê Đình Kình là khủng bố hay chưa? Và nếu có thì phương án bắt giữ có được lập ra hay không? Hay là tấn công vào bị thương thì lấy đó là làm bằng chứng là nhóm của ông Kình là khủng bố? Và người dân Đồng Tâm kể lại họ biết, họ chỉ biết là bất ngờ thấy quân cơ động súng khiên đổ bộ vào làng, vây hết cái đường đến nhà ông Kình. Ai muốn đến đều bị chặn lại, cố đi thì bị đánh đập, kể cả là phụ nữ. Cứ như những gì mà Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu trước đó năm 2017, thì vụ Đồng Tâm không có gì phải đến mức điều quân hành xử như ngày 9 tháng Giêng năm 2020. Xin trích. Chiều ngày 26 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong dịp tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3 và quận 4 cho biết là chúng tôi đang chỉ đạo thành phố Hà Nội rút kinh nghiệm toàn diện việc vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm. Nhưng liên quan đến vụ việc này thì tôi cho rằng chúng ta phải nắm chắc tình hình, phải tìm hiểu rõ nguyên nhân vì sao có tình trạng đó. Từ đó có những biện pháp giải quyết có tình có lý. Muốn vậy thì chúng ta phải lắng nghe ý kiến của nhân dân và chúng ta phải giải thích cho dân hiểu được những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để tạo được sự đồng thuận. Tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng ngày 13 tháng 5 thì Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc nhận xét chính quyền khi thực thi nhiệm vụ phải làm đúng chính sách pháp luật, làm việc phải có lý có tình. Trên tinh thần thuyết phục dân để dân hiểu được chủ trương của Đảng, Nhà nước. Kinh nghiệm từ các vụ việc trong quá khứ như Quán Nam Đồ Sơn tại Hải Phòng và vụ việc vừa qua tại Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, ngoại thành Hà Nội là do chính quyền không sát dân, giải quyết sai quy định của pháp luật. Căn cứ vào những phát biểu trên thì có thể cho thấy là mặc dù xảy ra vụ bắt giữ các cảnh sát cơ động, nhưng Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam chưa có ý định cứng rắn để trấn áp người dân Đồng Tâm. Nhưng từ khi Trần Đại Quang chết đi thì quyền lực tập trung hết vào tay của Nguyễn Phú Trọng. Vụ thảm án Đồng Tâm xảy ra một cách đầy tính chuyên chế và độc tài. Trách nhiệm của vụ Đồng Tâm hay những người quyết định thảm án ở Đồng Tâm ở vị trí chủ chốt chắc chắn phải có hai cái tên Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm. Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc là kẻ cơ hội mị dân nịnh đảng, gió chiều nào thì theo chiều ấy. Ông ta khó có
thể trong nhóm cao cấp ra quyết định cứng rắn vào ngày 9 tháng 1 năm 2020. Nhưng ông ta cũng sẽ không phải là người phản đối, thậm chí là hùa theo. Không thể nào nói Nguyễn Phú Trọng không biết, không liên can gì. Vụ Đồng Tâm gây bão dư luận, từ Chủ tịch nước, Thủ tướng, trưởng ban tuyên giáo đều bày tỏ ý kiến. Riêng ông Trọng thì không. Một cái xe sang gắn biển công tận ở Hậu Giang, ông đọc báo còn biết. Lẽ nào vụ Đồng Tâm, ông Trọng không biết gì? Ông ta biết hết, thậm chí ông ta là người duyệt phương án tấn công Đồng Tâm trên cương vị là Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương, trên cương vị Chủ tịch nước, Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó thì các nhà cầm quyền dò dỉ văn bản tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ đạo báo Đảng đưa tin vụ Đồng Tâm. Văn bản của Ban tuyên giáo Trung ương Cộng sản Việt Nam chỉ đạo tổng biên tập các báo đưa tin vụ Đồng Tâm dò dỉ trên mạng xã hội là có thật. Nhà báo Nguyễn Thông, cựu biên tập viên báo Thanh Niên, xác nhận như vậy trên Facebook cá nhân. Hồi mấy chục năm tôi làm báo Quốc Doanh, tuần nào cũng phải đọc những thứ chỉ đạo như vậy, và tôi biết lắm, thật 100%, ông Thông để lại bình luận ngay dưới post của mình hôm 10 tháng 9. Một ngày trước, một số Facebooker là nhà báo kỳ cựu lan truyền một đoạn text không kèm theo ảnh chụp, được cho là trích nguyên văn mục 1.8 trang 3 văn bản chỉ đạo của Ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu các báo đưa tin về viên phiên tòa xét xử Đồng Tâm với liều lượng vừa phải, căn cứ tình hình thực tế diễn biến phiên tòa, các cơ quan chức năng sẽ có chỉ đạo kịp thời. Bên cạnh đó thì Ban tuyên giáo có một số mệnh lệnh khi thông tin phiên tòa xử Đồng Tâm, các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm một số nội dung khẳng định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng bị cáo bất chấp đối thoại hòa giải, yêu cầu cơ quan chức năng buộc phải xử lý, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, còn góp phần xây dựng cuộc sống bình yên cho quần chúng và nhân dân. Văn bản này cũng ra lệnh cho các báo chí đăng bài phê phán Lê Đình Kình, nhất là sự tha hóa từ cán bộ đảng viên bị suy thoái, động cơ cá nhân dẫn đến hoạt động tập hợp lực lượng chống chính quyền. Đồng thời thì các báo cũng phải đăng bài khẳng định việc trấn áp các đối tượng vi phạm pháp luật đang tấn công lực lượng công an tại thời điểm đó, hôm 9 tháng Giêng năm 2020, là biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn hành vi manh động. Bình luận các mệnh lệnh nêu trên thì Facebook Nguyễn Thông viết: "Nếu muốn biết bộ mặt thật của Ban tuyên giáo và tòa án xứ này, cứ đọc đoạn chỉ đạo báo chí truyền thông từ đám tuyên giáo thì rõ." Tôi nói thật là loại như Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương, tôi không chỉ khinh mà còn coi là người, không coi hắn là người. Thế mà cũng có những người há hốc mồm ra ngồi nghe y cao giọng dạy dỗ này nọ. Tôi thách y có giỏi thì công khai lên TV tranh luận, mỗi bên được hỏi nhau 10 câu, xem y trả lời như thế nào. Nhìn vào các bản tin truyền thông nhà nước về diễn biến xử Đồng Tâm trong 4 ngày đầu thì người ta có thể thấy được tổng biên tập các báo đều tỏ ra ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh từ Ban tuyên giáo Trung ương Cộng sản Việt Nam. Nguyên nhân dễ hiểu vì đây là cơ quan nắm quyền sinh sát ghế tổng biên tập và phạt vạ các tòa soạn về hành vi đưa tin không đúng với định hướng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại thì các báo đảng chủ yếu khai thác nỗi đau một chiều của gia đình ba nhân viên công an bị thiệt mạng trong vụ tấn công võ trang của chính quyền hôm 9 tháng Giêng năm 2020 mà không hề đả động gì đến sự đau đớn trong lòng của thân nhân 29 bị cáo, nhất là gia đình của cụ Lê Đình Kình. Một trong số đó là bài Nước mắt của người cha trong phiên tòa xét xử Đồng Tâm đăng trên báo Vietnamnet hôm tháng 9, ghi lại lời của ông Phạm Công Lâm, cha của Phạm Công Huy, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, một trong ba công an bị thiệt mạng này. Thưa quý vị và các bạn, việc lực lượng vũ trang của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nửa đêm đột nhập vào nhà riêng hợp pháp của cụ Lê Đình Kình, chĩa súng vào tìm cụ bóp cò, sát hại cụ một cách cực kỳ côn đồ và man rợ, đã xóa sạch những công cụ của nền tư pháp của Đảng Cộng sản vất vả xây dựng suốt 9 thập kỷ qua. Có lẽ đối với những người đang sống chỉ có thể có những thế hệ, những ai sinh vào những thập kỷ đầu của thế kỷ 20 mới được chứng kiến được sự man rợ tương tự như vậy trong cuộc cải cách ruộng đất cách đây 60 năm khoảng
năm 1953 đến năm 1957 cũng do chính Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành nhằm đuổi cùng giết tận tầng lớp tinh hoa của nông thôn. Thế nhưng theo một bình luận trên trang mạng xã hội thì mặc dù số lượng nạn nhân bị làm nhục, bị hành quyết dã man, thậm chí chôn sống trong cải cách ruộng đất là 172.088 người mà tuyệt đại đa số là bị oan. Nhưng tính chất của thảm sát đồng tâm thì man dợ hơn nhiều. Người này đã đưa ra hàng loạt những lý do sau đây. Cải cách ruộng đất diễn ra trong thời kỳ mà hơn 90% dân mù chữ, dễ bị nhồi sọ dẫn dắt bởi các tuyên truyền, còn thảm sát đồng tâm diễn ra khi Việt Nam đã xóa mù chữ, cách mạng 4.0 đã bắt đầu. Cải cách ruộng đất tiến hành công khai ban ngày và thảm sát đồng tâm thì tiến hành lén lút vào ban đêm. Cải cách ruộng đất dùng nông dân xóa mù chữ để xử lý địa chủ bằng bạo lực, và thảm sát đồng tâm thì dùng lực lượng vũ trang chính quy để đàn áp và giết người. Cải cách ruộng đất có mở phiên tòa luận tội rồi mới giết, còn thảm sát đồng tâm thì bắn giết, tra tấn không cần bất kỳ một tòa án nào. Cải cách ruộng đất dùng nông dân để kể tội những làm nhục địa chủ trước khi bị hành quyết, còn thảm sát đồng tâm thì dùng toàn bộ hệ thống tuyên truyền, báo chí, truyền hình, dư luận viên vu cáo, tung tin bịa đặt và nhục mạ những người bị bắt và cả những người đã chết. Cải cách ruộng đất không bẫy nạn nhân, không đẩy nạn nhân vào thế phải phản kháng tự vệ, mà luận tội dựa trên tài sản đất đai đã có. Còn thảm sát đồng tâm thì được thiết kế tinh vi để đẩy các nạn nhân vào thế phải tự vệ, lấy cớ đó để giết và bắt. Cải cách ruộng đất là đánh địa chủ để cướp đất cho bần cố nông, thảm sát đồng tâm là giết cựu cán bộ, cựu chiến binh, đảng viên đảng cầm quyền, cựu bí thư lãnh đạo xã đang chống tham nhũng để chặn khiếu kiện cướp đất cho nhóm lợi ích Viettel, là một dạng tư bản đỏ đã hưởng lợi từ nguồn lực mà quốc gia ưu đãi cho quốc phòng. Trả lời BBC, ông Hoàng Hưng, nhà thơ, dịch giả và đồng chủ biên tập tạp chí văn nghệ mạng Văn Việt thuộc Ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam đã nhận định ở nước Việt Nam thời Cộng sản chưa từng có vụ việc về nhân quyền nào có sự lên tiếng mạnh mẽ, thẳng thắn, kiên trì và đông đảo, bao gồm nhiều thành phần xã hội như vụ cảnh sát cơ động tập kích Làng Hoành, xã Đồng Tâm, Hà Nội sớm 9 tháng 1 năm 2020. Ông Hưng đã điểm loạt hành động và những động thái phản ứng của xã hội, dân sự, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Ngay trong đêm 9 tháng 1, tức chưa đầy một ngày sau sự biến, thì đã có bản tuyên bố do một số tổ chức xã hội, dân sự và cá nhân khởi xướng và cực lực phản đối việc làm phi pháp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và nhận định về hậu quả khó lường của vụ này. Tuyên bố viết, điều cực kỳ nguy hiểm là người dân đã bị đẩy thành thù địch, đối đầu với chính quyền. Lòng tin của người dân với chính quyền không còn một chút nào. Vụ Đồng Tâm sẽ đi vào lịch sử như một vết nhơ không bao giờ rửa sạch. Lần đầu tiên dưới chế độ luôn tự xưng là của dân, người nông dân công khai và khai trương ra được thực hiện khẩu hiệu phải giữ đất dù hy sinh xương máu. Tuyên bố này đã được trên 1.000 người trong và ngoài nước ký tên. Đại diện cho công luận và những trí thức, nhân sĩ Hà Nội, nhóm của tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà văn Nguyễn Nguyên Bình, nhân sĩ Sài Gòn, nhóm giáo sư Tương Lai, bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫn, đại tá công an Nguyễn Đăng Quang, hay lá thư tôi tố cáo của nhà văn Nguyên Ngọc gợi nhớ sự kiện Arcueil của nhà văn Amélie Zola hơn 100 năm trước ở Pháp, đã chính thức đòi hỏi nhà cầm quyền công khai mọi khuất tất trong vụ Đồng Tâm, làm rõ trách nhiệm, khởi tố và xét xử những chủ trương, chỉ đạo, chỉ huy và trực tiếp gây ra vụ tấn công và thảm sát ở Làng Hoành. Ông Hưng còn nhắc đến những ý kiến khách quan, công bằng của những vị lâu nay vẫn gần gũi, thiện chí với nhà cầm quyền như cựu đại biểu Quốc hội Phạm Thị Loan, đương kim Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển Hoàng Ngọc Giao. Dường như thì phần lớn dư luận trong nước đều phẫn nộ về cách xử lý và chà đạp pháp luật của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội luật sư Trần Quốc Thuận cũng cho rằng
Việc hành xử chính quyền trong vụ tập kích Đồng Tâm là hạ sát ông Lê Đình Kình hôm 9 tháng 1 năm 2020 là nhẫn tâm và cách làm như vậy chỉ có trong thời Trung Cộ. Ông Thuận nói ở Việt Nam chỉ có bạo loạn cướp chính quyền thì may ra mới có thể xảy ra được trường hợp tập kích đó, chứ còn bình thường thì không ai chấp nhận dùng lực lượng vũ trang như thế cả. Nhìn thấy ông Kình chết và nhìn thấy ông bị phanh thây mổ bụng ra, người ta nhìn thấy, người ta cảm thấy rùng rợn. Người ta nghĩ rằng chỉ có thời Trung Cổ thôi, thời bây giờ không ai còn làm như thế. Và mới đây thì câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng đã khẳng định hành động của nhân quyền Cộng sản rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020 là một tội ác. Thông báo của câu lạc bộ nêu rõ là ở đây có quyền hiểu nhà cầm quyền đã cố tình quy kết Tổ Đồng Thuận là một tổ chức khủng bố để tiêu diệt. Với mục tiêu như vậy thì rạng sáng 9 tháng 1 năm 2020, hàng nghìn cảnh sát được trang bị tận răng tấn công vào thôn Hoành Đồng Tâm bằng súng đạn hơi cay chó nghiệp vụ, bất chấp trong nhà có người già, đàn bà, trẻ nhỏ. Đó là tội ác chiến tranh. Cuộc đột kích vào nhà dân bắn chết rồi phanh thây một đảng viên lão thành 56 năm tuổi đảng, 84 năm tuổi đời, đang nằm trên giường ngủ, chưa hề có tiền án tiền sự, bị bắn thương mấy người dân và bắt đi hơn 20 người dân và bị cướp đi nhiều tài sản là hành động vô cùng ác độc, vô pháp và vô đạo. Nhiều đảng viên và người dân bàng hoàng không thể tưởng tượng nổi là giữa thời bình mà chính quyền có thể làm được một việc tàn ác, kinh thiên động địa đến như vậy. Người ta định lấy tội ác khủng khiếp này để khỏa lấp hết những sai lầm và tội ác trước đó của họ. Nhưng chính họ lại gây nên tội ác Tây Đình, một tội ác sẽ bị lịch sử còn phán xét mãi. Nhà thơ Hoàng Hưng đã nhận định rằng vụ Đồng Tâm có một lịch sử kéo dài, trong quá trình đó là nhà cầm quyền không trưng ra được bản đồ quy hoạch gốc tương tự như ở vụ Thủ Thiêm, để thuyết phục được dân thôn Hoành cũng như công luận rằng 59 hectare đất Đồng Xanh thuộc đất quốc phòng, đổi lại với những chứng cứ có lý có tình của dân cho thấy là họ mới là chủ nhân đích thực. Chính việc đó đã dẫn đến người dân đến tâm trạng uất ức, tuyệt vọng, dẫn đến tuyên bố lấy máu để giữ đất, từ đó tạo ra cái cớ cho nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp. Trong tình thế đó thì quyết định tấn công vào làng Hoành gây ra vụ thảm sát Đồng Tâm là một cái mốc quan trọng, đánh dấu sự lúng túng bất lực đi đến manh động của nhà cầm quyền Cộng sản trong việc xử lý các mâu thuẫn xã hội, đặc biệt là vấn đề đất đai đã tồn tại quá lâu. Hậu quả là đẩy người dân đến con đường cùng, không còn sợ hãi, buộc phải đối đầu. Tiến sĩ toán học Nguyễn Ngọc Chu đã bày tỏ quan điểm của mình về bi kịch Đồng Tâm trong một bài viết có tên Đồng Tâm đừng để oan oan tương báo. Ông nhận định là sự kiện Đồng Tâm đã để lại bốn hậu quả khôn lường. Thứ nhất, nó làm chia rẽ sự đoàn kết và giảm sức mạnh của dân tộc. Đó là sự chia rẽ giữa nhân dân với nhà cầm quyền. Đó là sự chia rẽ giữa nhân dân với nhân dân. Và đó là sự chia rẽ trong nội bộ nhà cầm quyền. Sự chia rẽ này còn kéo dài lâu nữa, dẫu trên bề mặt sắp tới đây sẽ lắng xuống. Hơn nữa thì sự chia rẽ sẽ còn tiếp tục lan rộng, chừng nào không giải quyết được gốc rễ của vấn đề. Những phát đạn không phải là đã kết thúc. Thứ hai, đó là vết thương lương tâm. Bi kịch của Đồng Tâm là vết thương lòng của nhiều người. Đã có nhiều người khóc khi biết mất mát ở thôn Hoành đêm 9 tháng 1 năm 2020. Họ không trúng đạn, mà cũng như bị trúng đạn, họ khóc vì thương xót, họ khóc vì dây dứt. Ở bình diện nào đó thì trong cái chết của đồng bào thôn Hoành đêm 9 tháng 1 năm 2020, có lỗi của họ. Những người đã đều khóc, đều cố gắng tìm hiểu lỗi của mình ở đâu. Thứ ba, đó là sự mất niềm tin vào và sợ bạo lực. Ông phân tích là thanh tra không phải là tòa án, thanh tra là của chính quyền. Khi chính quyền tranh chấp với chính quyền thì có thể dùng thanh tra, nhưng khi chính quyền tranh chấp với người dân thì phải dùng đến tòa án. Trong vụ Đồng Tâm thì không có tòa án. Trong vụ Đồng Tâm, thanh tra của chính quyền giải quyết tranh chấp của chính quyền với người dân. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự mất niềm tin vào chính quyền vì sự không công bằng. Rồi chính quyền dựa vào thanh tra của chính quyền để sử dụng vũ lực.
Sau bi kịch Đồng Tâm đêm 9 tháng 1 năm 2020, một nỗi sợ hãi, nguy cơ bạo lực đang lảng vảng. Khi người dân mất niềm tin vào chính quyền, sợ bạo lực và chính quyền thì đó là nỗi của chính quyền. Hậu quả thứ tư đó là những hệ lụy quốc tế. Ông Chu khẳng định là cuộc hành quân vào Đồng Tâm đêm 9 tháng 1 năm 2020 là một trời một vực những bức thành ngăn cách về pháp lý giữa Việt Nam và chuẩn mực quốc tế. Với thước đo của EU, sự Đồng Tâm đêm 9 tháng 1 năm 2020 sẽ lọt vào phạm trù khác, chứ không phải như chính quyền Cộng sản tuyên truyền là vì bảo vệ xây tường rào ở cánh đồng xanh. Học giả Nguyễn Quang Di thì cùng khẳng định sự kiện Đồng Tâm hôm 9 tháng 1 năm 2020 là thảm họa về đối nội, đối ngoại và truyền thông. Ông phân tích rằng bằng cách tập kích vào Đồng Tâm vào lúc rạng sáng như tấn công đồn địch, giết cụ Lê Đình Kình, kẻ thù không đổi trời chung, chính quyền đang đánh mất lòng tin của người dân và chứng minh cách mạng đang ăn thịt những đứa con của mình. Nhà cầm quyền không chỉ dùng bạo lực quá mức cần thiết và quá tàn bạo đối với người già, phụ nữ và trẻ em, mà sau đó còn ép Vietcombank phong tỏa tài khoản phúng viếng của nhiều người gửi cho gia đình cụ Kình với lý do là tổ chức khủng bố. Trong chiến tranh thì người ta phải đối xử nhân đạo với tù binh, nhưng trong hòa bình thì người Việt lại đối xử tàn bạo với đồng bào của mình như kẻ thù. Sau ông Kình liệu còn ai dám tin vào đảng? Đây là cách hành xử thiếu khôn ngoan, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và an ninh quốc gia. Trong khi đất nước đang cần đồng thuận quốc gia để tìm cách thoát hiểm bằng đổi mới thể chế và thoát chung, thì người ta lại hành động như tự bắn vào chân của mình, chỉ có lợi cho Trung Quốc. Dấu vết trên thi thể của cụ Lê Đình Kình và ba sĩ quan công an đầy mờ ám và làm cho người dân càng nghi ngờ và bức xúc về cái chết thê thảm của họ. Thông báo của ba người phát ngôn Bộ Công an và về biến cố Đồng Tâm đưa ra 3 lần trong 5 ngày có nhiều điểm vô lý và trái ngược nhau, như một thảm họa về truyền thông, càng làm mất uy tín của Bộ Công an và Đảng Cộng sản Việt Nam. Quyết định đàn áp Đồng Tâm 9 tháng 1 năm 2020, bất chấp Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2020, và bất chấp Nghị viện châu Âu đã bỏ phiếu quyết định số phận của EFTA, Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam EU. Theo ông Lưu Trọng Văn thì nhà cầm quyền dùng bạo lực đàn áp dân Đồng Tâm gây ra bất ổn vào lúc này và có thể là một phần âm mưu của nhóm lợi ích cấu kết với Trung Cộng như thế lực thù địch, hòng làm mất uy tín của Việt Nam trước khi EU thông qua EFTA. Việt Nam sẽ có nguy cơ lâm vào thế mắc kẹt như một nghịch lý với hệ quả kép về đối nội và đối ngoại còn nặng hơn cả vụ Trịnh Xuân Thanh. Dư luận cho rằng nhiệm kỳ Tổng Bí thư của Nguyễn Phú Trọng đã đi vào lịch sử với 3 sự kiện bất thường: một, thảm họa môi trường Formosa; 2, là vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh; và 3, là vụ đàn áp Đồng Tâm. Nếu vụ Đồng Tâm không phải do ông Trọng mà là một nhân vật khác muốn gài bẫy theo thuyết âm mưu thì đó là một dấu hiệu bất ổn, vì trên bảo dưới không nghe. Báo hiệu năm 2020 còn nhiều ẩn số về biến số khó lường. Ông kết luận Việt Nam tiếp tục bị cô lập và tụt hậu trong một thế giới biến động khôn lường. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm với hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.